Xin chào các em học sinh. Thế là một tuần nữa đã trôi qua rồi, cô trò chúng ta lại được gặp nhau. Các em đã nắm kỹ bài cũ chưa nào? Hôm nay cô sẽ giới thiệu các em thêm một chủ đề mới, chủ đề cuối cùng trong chương trình tin học lớp 4, đó chính là thế giới logo. Để học tốt nội dung bài học này, các em cần chuẩn bị cho cô một quyển sách hướng dẫn học tin học lớp 4, một quyển sách hướng dẫn thực hành tin học lớp 4 do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Đà Nẵng cung cấp. Phía sau mỗi quyển sách sẽ có mã thẻ ASIBOOK. Nếu các em chưa có quyển sách này, các em vui lòng truy cập vào địa chỉ www.icbook.vn để được hướng dẫn các em nhé. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu nội dung đầu tiên trong chủ đề này, đó chính là bước đầu làm quen với logo. Vậy logo là gì? Các em nghe có vẻ rất là mới lạ đúng không nào? Chúng ta cùng đi tìm hiểu xem logo là gì các em nhé. Trước khi học bài học này, các em cần xác định cho cô mục tiêu của bài học. Đó chính là làm quen với phần mềm logo. Biết dùng logo để điều khiển rùa di chuyển trên màn hình. Biết cách sử dụng các câu lệnh để điều khiển rùa vẽ các hình đơn giản. Và biết cách thay đổi màu sắc của bút vẽ. Như vậy thì mục tiêu trong cái chủ đề mà chúng ta học ngày hôm nay, đó chính là những cái nội dung này đã các em. Bây giờ chúng ta cùng đi tìm hiểu qua nội dung đầu tiên nhé. Bây giờ chúng ta cùng đi giới thiệu về logo. Các em cùng tìm hiểu phần mềm logo. Logo, các em nhìn thấy nè, nháy đúp chuột và biểu tượng logo. Đây chính là biểu tượng của phần mềm logo các em. Trên màn hình, em hãy đọc thông tin hình dưới và trao đổi với bạn để chỉ ra màn hình chính, chú rùa, sân chơi của rùa, cửa sổ lệnh, ngăn gõ lệnh trên màn hình của máy tính. Như vậy thì em hãy mở máy tính của mình lên, em sẽ thấy là biểu tượng phần mềm logo. Nếu như trên máy tính của em chưa có, em hãy cài đặt bằng cách là vào trang Google, các em gõ là phần mềm logo lớp 4 thì nó sẽ hiện ra. Lúc đó em hãy thực hiện tải về và cài đặt lên các em nhé. Sau khi cài đặt xong thì trên màn hình của máy tính của các em sẽ có biểu tượng như trên màn hình của cô mà các em đang nhìn thấy. Lúc này các em hãy nháy đúp chuột vào biểu tượng trang để khởi động phần mềm logo lên các em nhé. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu về màn hình chính của logo. Đây chính là màn hình chính của logo. Khi chúng ta khởi động phần mềm logo lên thì các em nhìn thấy sân chơi của rùa chính là cái màn hình màu trắng có chứa hình tam giác đang thực hiện vẽ hình đây các em. Khi rùa thực hiện di chuyển trên sân chơi sẽ để lại dấu vết trên đường đi của rùa. Em có thể điều khiển chú rùa di chuyển bằng các câu lệnh. Như vậy các em hơi bị mơ hồ về trong logo đúng không nào? Như vậy thì cô sẽ nói cho các em dễ hiểu hơn. Logo là giống như các em chơi điều khiển xe, chúng ta sẽ điều khiển trên một cái mặt phẳng. Và trên xe của các em thì không vẽ ra đường đi, nhưng nếu các em gắn thêm cây bút vào trên xe, các em điều khiển thì xe của chúng ta cũng sẽ vẽ ra đường đi của nó. Khi mà nó di chuyển, quay trái, quay phải, đi tới, đi lui, tất cả những lệnh như thế là đều thực hiện trong phần mềm logo này đấy các em. Cái đường đi của rùa chính là đường vẽ ra. Cái tam giác nhỏ ở trên màn hình các em đang nhìn thấy chính là chú rùa. Chính là chú rùa trong logo. Các em có biết vì sao mà người ta gọi là chú rùa trong logo không? Vì ban đầu khi người ta thiết kế logo ra thì nó chỉ là một mô hình trên một cái mặt phẳng và một con robot có hình dạng giống như là một chú rùa được gắn một cây bút ở trên thân của nó. Và khi mà người ta điều khiển thì chú rùa sẽ vẽ ra đường đi. Cho nên khi mà người ta lập trình đưa trò chơi đó vào trên máy tính thì người ta vẫn gọi cái hình tam giác nhỏ đó là chú rùa. Cho nên trong logo, tam giác nhỏ này được gọi là chú rùa của logo. Là vì như thế đấy các em. Tiếp tục, chúng ta đi tìm hiểu về cửa sổ lệnh. Đây chính là cửa sổ lệnh, nơi sẽ chứa các câu lệnh làm việc của logo. Để điều khiển rùa, thì các em hãy gõ lệnh vào trong ngăn gõ lệnh, rồi nhấn phím Enter. Như ở đây chúng ta thấy có hai ngăn này, ngăn nhỏ phía dưới mà các em đang nhìn thấy đây chính là ngăn gõ lệnh, còn ngăn ở phía trên này gọi là ngăn chứa lệnh, ngăn gõ lệnh. Như vậy là chúng ta sẽ gõ lệnh ở đây. Khi các em gõ lệnh xong thì lệnh mà chúng ta vừa thực hiện gõ sẽ nằm lên phía trên này
và phía trên này được gọi là ngăn chứa lạnh. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu về cách ra lệnh cho rùa. Như vậy để ra lệnh cho rùa thì chúng ta sẽ làm như thế nào mà rùa vẽ ra được đường đi như thế? Các em quan sát, bây giờ chúng các em thử tại ngăn gõ lệnh, các em thử gõ lệnh FD100. Sau đó tiếp tục gõ lệnh RT90. Các em hãy thực hiện tuần tự các lệnh ở trên bảng của cô để quan sát xem rùa hành động như thế nào nhé. Như vậy sau khi thực hiện xong thì các em thấy này, lệnh FD100 thì hành động của rùa chính là tiến lên phía trước 100 bước. Lệnh RT90 chính là rùa thực hiện quay sang phải 90 độ. 90 độ chính là một góc vuông đấy các em. Tiếp theo lệnh FD50 thì rùa tiến về phía trước 50 bước, tương tự với lệnh FD100 nhưng ở trên là 100 còn ở dưới là 50. Như vậy các em quan sát kỹ về các bước nhé. FD100 tiến lên về phía trước 100 bước. Như vậy cái lệnh thứ tư với cái lệnh thứ nhất các em thấy có giống nhau không nào? À, rất là giống nhau, chỉ khác về cái chữ D. Một bên là chữ D hoa, một bên là chữ D thường. Lệnh home là rùa về lại vị trí xuất phát ban đầu. Lệnh CX là về lại vị trí xuất phát và rùa xóa toàn bộ sân chơi. Như vậy sau khi thực hiện xong các lệnh này thì các em sẽ thấy hành động của rùa là như thế đúng không nào? À, đó chính là những lệnh để điều khiển chú rùa thực hiện vẽ trong logo đó các em. Và như vậy các em nhớ cho cô là trong logo cũng không có phân biệt chữ hoa hay chữ thường nhé. Dù chúng ta gõ chữ hoa hay chúng ta gõ chữ thường thì rùa vẫn thực hiện các lệnh như nhau. Như vậy chúng ta nhận xét thấy nè, một số lệnh chỉ có phần chữ trong logo các em thấy đó, như là lệnh home hay là lệnh CS. Một số lệnh thì có cả phần chữ và phần số. Phần chữ và phần số cách nhau một dấu cách. Như ở đây cô ví dụ lệnh FD100 hay là RT90 như các em đang nhìn thấy là dòng lệnh chữ và lệnh số cách nhau một khoảng cách. Các chữ trong lệnh không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Ví dụ cách viết lệnh sau đó là như nhau. Home như các em thấy đó. Ở đây cô viết hoa này. À, nhưng mà cũng có chỗ cô viết thường. Nhưng mà trong logo thì không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Các em nhớ cho cô nhé. Dù là chữ hoa hay chữ thường thì nó vẫn thực hiện câu lệnh. Tiếp theo chúng ta thực hiện chọn màu cho bút vẽ. À, như vậy là trong logo vẫn có thể thực hiện chọn màu cho bút vẽ đấy các em. Để thực hiện chọn màu cho bút vẽ thì em hãy làm theo các bước sau. Bước thứ nhất thì em vào nút lệnh Set ở trong phần mềm cửa sổ của logo, chọn Set, rồi sau đó chọn tiếp vào Color. À, lúc này thì hộp thoại Pen Color sẽ xuất hiện như thế này. À, các em chọn màu của từ cửa sổ Pen Color. Như vậy các em hãy chọn một trong các màu bất kỳ ở đây. Các em hãy dùng con trỏ chuột chỉ vào màu mà các em muốn chọn, sau đó nhấn vào nút OK. Như vậy là chúng ta sẽ thực hiện chọn được màu bút cho logo. Như vậy là cô vừa hướng dẫn các em một số thao tác làm quen với phần mềm logo. Bây giờ để nắm rõ hơn bài học ngày hôm nay, các em hãy cùng cô làm thêm một số bài tập trên phần mềm iCBook nhé. Xong rồi em. Chủ đề 5, bài 1, bước đầu làm quen với logo. Bây giờ các em hãy cùng cô đi vào phần hoạt động cơ bản nhé. Câu 1, chú rùa dạo chơi trong rừng và bị lạc. Em hãy dùng các lệnh đi thẳng, quay trái 90 độ, quay phải 90 độ để hướng dẫn rùa ra khỏi rừng nhé. Như vậy rừng chú rùa đang ở đây trong rừng thôi, và chúng ta sẽ đưa chú rùa về nhà của mình bằng cách chúng ta dùng các lệnh. Bây giờ các em thấy ban đầu rùa đang đứng ở đây thì rùa sẽ đi thẳng một mạch lên cái này đúng không các em? Như vậy đây là đầu tiên là rùa đi thẳng. Rồi, chúng ta chấm phẩy một cái nhé. Sau khi rùa đi thẳng đến đây thì rùa sẽ thực hiện quay trái. Quay trái 90 độ. Quay trái 90 độ xong rùa lại thực hiện đi thẳng. Đi thẳng xong rùa thực hiện quay trái tiếp.
quay trái xuống đây rồi lại đi thẳng. Sau khi đi thẳng đến đây thì rùa sẽ thực hiện quay người phải 90 độ. Rùa quay phải 90 độ thì rùa đi thẳng đến đây và rùa tiếp tục đi thẳng. Rồi tiếp tục quay phải 90 độ và rùa đi thẳng về nhà. Như vậy thì chúng ta sẽ cho rùa đi theo các đường như thế này. Như vậy chúng ta sẽ cho rùa đi theo các đường thẳng như thế này. Đi thẳng đúng đây. Như vậy chúng ta sẽ cho rùa đi thẳng quay trái, đi thẳng rồi quay trái, rồi lại đi thẳng, rồi lại quay phải, rồi lại đi thẳng, rồi lại quay phải, rồi lại đi thẳng thì rùa sẽ về đích theo trong yêu cầu của đề bài. Bây giờ chúng ta qua lệnh thứ hai. Lệnh nào dưới đây dùng để mở hộp thoại giúp em đổi màu bút vẽ? Như vậy để đổi màu bút vẽ thì chúng ta sẽ làm việc với lệnh set pen color các em nhé. Chúng ta sẽ làm ở lệnh C. Thì chúng ta cùng kiểm tra nè. Chính xác. Tiếp theo. Phần 3, hoạt động thực hành. Hãy cùng rùa chơi bằng cách lần lượt gõ các lệnh sau vào ngăn gõ lệnh để biết rùa di chuyển thế nào sau mỗi lệnh của em. Như vậy để thực hiện gõ lệnh này, các em hãy đọc hướng dẫn trong Facebook cùng cô nhé. Em hãy khởi động chụp bài biểu tượng logo trên màn hình này. Sau đó là lần lượt gõ phím, rồi gõ phím Enter để cho lệnh của rùa. Như vậy ở đây chúng ta sẽ thực hiện các lệnh này. Em hãy lần lượt thực hiện các lệnh này để xem rùa vẽ ra gì. Sau khi thực hiện xong hình này, các em sẽ thấy rùa vẽ ra một hình vuông có độ dài là 100 đơn vị. Các em sau khi vẽ xong, các em hãy kiểm tra thử nhé. Tiếp tục, bây giờ chúng ta qua câu 4. Khởi động logo rồi lần lượt thực hiện các lệnh sau. Bây giờ các em thực hiện lần lượt các lệnh sau, lần lượt thực hiện theo hàng ngang các em nhé. Đầu tiên các em sẽ gõ FD100, RT90, FD100, RT90, FD100, RT90, FD100, rồi gõ lệnh CX. Sau đó các em gõ tiếp lệnh thứ hai, FD100, RT90, FD100, RT90, FD100, RT90, FD100, rồi gõ lệnh HOME. Sau khi quan sát xong thì em hãy rút ra lệnh gì, lệnh hôn và lệnh sẽ ác có tác dụng gì. Như vậy thì ở đây sau khi làm xong chúng ta sẽ thấy lệnh hôn là dùng để xóa sân chơi. Xóa toàn bộ sân chơi. Rùa về lại vị trí ban đầu. Còn đối với lệnh hôn thì là rùa về vị trí ban đầu, rùa về vị trí xuất phát ban đầu, rùa về vị trí xuất phát ban đầu. Như vậy là chúng ta sẽ phân biệt giữa lệnh CX và lệnh HOME. Là lệnh CX là rùa xóa rồi rùa mới về vị trí ban đầu, còn lệnh HOME là rùa về ngay vị trí ban đầu luôn các em nhé. Tiếp theo, câu 5. Gõ lần lượt các lệnh sau và quan sát kết quả trên sân chơi. Ghi lại tác dụng của lệnh RT90. CX, RT90, RT90, RT90. Người ta thường đo độ lớn các góc bằng đơn vị độ, quy ước một góc vuông bằng 90 độ. Trả lời, lệnh RT90. Như vậy là lệnh RT90 là quay sang phải 90 độ. Như vậy lệnh RT là chúng ta sẽ thực hiện góc quay như thế này đây các em. Câu 6. Hãy viết các lệnh để rùa thực hiện vẽ một hình chữ nhật có chiều rộng là 50 bước và chiều dài là 100 bước như hình dưới tay. Đầu tiên là rùa đứng ở vị trí A các em nhé. Rùa đi theo điểm A, B, C, D. Như vậy đây chúng ta thấy nè. Đầu tiên, rùa đứng ở vị trí A, rùa đi lên đường thẳng, đi lên đến điểm B với độ
chiều rộng là 50 bước. Như vậy đây chúng ta sẽ gõ là FD5 50. Tiếp tục, sau đó rùa lên đến điểm B thì rùa sẽ thực hiện quay phải RT9 90. Sau đó từ điểm B rùa đi đến điểm C với độ dài là FD100. Rồi, FD100 rùa đi đến điểm C, từ điểm C rùa xuống điểm D thì rùa phải quay 90 độ. Quay phải 90 độ. Rồi, từ điểm C đến điểm D rùa đi một đoạn thẳng là 100. Tiếp tục, từ điểm D mà muốn đến điểm A thì rùa phải quay phải 90. Rồi từ điểm D về điểm A, rùa sẽ di chuyển là FD100. Cô nhầm các em nhé, từ điểm C về điểm D thì rùa chỉ đi 50 thôi. Như vậy chúng ta cùng kiểm tra kết quả nhé. RT90 chưa chính xác. Bây giờ cô thử gõ lại nhé. Chúng ta kiểm tra nào. Như vậy chắc khi nãy cô gõ bị sai một cái từ gì đó. Như vậy là đáp án chính xác. Tiếp tục câu 7. Nếu dùng logo để viết lệnh giúp rùa ra khỏi rừng ở bài tập 1, em sẽ viết lần lượt như thế nào? Như vậy thì đầu tiên rùa sẽ đi thẳng FD. Ví dụ cô cho FD là, ở đây rùa đi đoạn thẳng dài nên ví dụ cô cho FD là 100 đi. Tiếp tục RT, quay trái là LT các em nhé, LT90 đi thẳng là FD100, quay trái là LT90. Tiếp tục đến đây thì rùa đi thẳng là FD50, quay trái tiếp ở góc này, quay phải là RT90. Tiếp tục là FD50, RT90 và FD100 để rùa về nhà. Như vậy chúng ta sẽ thực hiện lần lượt các lệnh sau để giúp rùa về nhà theo lệnh ở câu 1. Các em thử gõ các lệnh này vào trong logo. Chúng ta cùng kiểm tra xem đường đi của rùa có giống như thế này không các em nhé. Các em thân mến, bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em nhớ về nhà làm thêm một số bài tập trên phần mềm iCBook để nắm rõ nội dung bài học trong chủ đề này các em nhé. Chào tạm biệt các em.